Ca sĩ Thủy Tiên có tên đầy đủ là Huyền Tôn Nữ Thủy Tiên. Cô sinh ngày 12 tháng 1 năm 1972 tại Sài Gòn và là một trong những nữ ca sĩ được nhiều người yêu thích ở trong nước cũng như hải ngoại. Đi hát từ khi còn rất trẻ, ca sĩ Thủy Tiên với một giọng hát mượt mà cùng vẻ ngoài dễ thương nhưng lại mang một chút gì đó nổi loạn đáng yêu của tuổi trẻ đã làm say lòng biết bao khán thính giả. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như Người Tình Trăm Năm, Nuối Tiếc, Chờ Một Tiếng Yêu, Hứa Đi Anh Hoang Vắng v.v. Nổi tiếng trong làng ca nhạc Sài Gòn từ những năm 1990, cho đến nay sự xuất hiện của Thủy Tiên vẫn như là một cơn gió lạ. Những màn trình diễn của cô luôn mang lại niềm hưng phấn cho nhiều người yêu nhạc bằng nét sinh động và duyên dáng. Mặc dù phải chịu đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân, nhưng dường như ít ai biết được rằng con đường đến với nghệ thuật của ca sĩ Thủy Tiên lại thuận buồm hơn chuyện đời tư rất nhiều. Khi mà cô là một trong những nữ ca sĩ trẻ được yêu thích ngay từ lần đầu bước lên sân khấu ca nhạc. Dòng vẫn trôi cứ trôi, dù thương nhớ, dòng không ai nhớ ai, dòng trôi. Thủy Tiên là con gái trong một gia đình có dòng dõi hoàng tộc Huế, nhưng cô lại được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Ngay từ khi còn nhỏ, có lẽ vì là người gốc Huế nên âm nhạc như một dòng chảy mãnh liệt sẵn có trong huyết quản của Thủy Tiên. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường lớp và cũng được cử đi thi các cuộc thi ca hát trong thành phố. Khi gần đến tuổi trưởng thành, Thủy Tiên vẫn không nghĩ sẽ chọn con đường nghệ thuật làm cái nghề của mình, bởi cô xem âm nhạc như một niềm đam mê chứ không phải để kiếm sống. Chính vì thế mà cơ duyên đến với con đường ca hát chuyên nghiệp của Thủy Tiên cũng hết sức tình cờ. Trong một dịp đến vũ trường Đại Thế Giới tham dự sinh nhật một người bạn vào tháng 5 năm 1989, Thủy Tiên được mời lên hát giúp vui và được người phụ trách chương trình ca nhạc vũ trường mời cộng tác. Sau đó Thủy Tiên đã gây được ấn tượng sâu sắc với khán giả bằng một giọng hát tươi trẻ nhưng vẫn mang đôi chút từng trải trong từng câu chữ, tự nhiên như nói cười với cuộc sống qua phương tiện âm nhạc. Và ở nơi cô, người ta cảm nhận được một sự nổi loạn đáng yêu của tuổi trẻ, một sự nổi loạn thật dễ thương để tự khẳng định mình trong lòng người yêu nhạc. Đâu rồi mong mơ, sông vẫn trôi cứ trôi, dù thương nhớ, sông khóc ai nhớ ai, dòng trôi. Từ khi vắng nhau thiếu nhau, còn nguyên nhung nhớ, còn nguyên nhung nhớ. Trong nỗi đau mất nhau, còn đau mãi. Trong giấc mơ khát khao, còn khao khát. Ta vắng nhau thiếu nhau, còn nguyên nhớ nhung thiết tha, hỡi dòng sông. Sau 2 tháng hợp tác với vũ trường Đại Thế Giới, Thủy Tiên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Tôn Thất Lập cùng vài người bạn trong một lần ghé chơi. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã mời Thủy Tiên thu băng cho một số nhạc phẩm của mình, cùng lúc giới thiệu với cô nhạc sĩ Lý Được, một nhạc sĩ sử dụng bát kỳ cựu từ cuối thập niên 60 trong giai đoạn cực thịnh của phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Nhạc sĩ Lý Được sau khi nghe Thủy Tiên hát đã tỏ ra rất hài lòng với giọng ca cũng như phong cách trình diễn của cô và chính thức mời cô gia nhập ban nhạc Hy Vọng của ông.
Sau đó Thủy Tiên cùng ban nhạc có mặt tại hầu hết các vũ trường, sân khấu ca nhạc của Sài Gòn lúc bấy giờ. Với những sáng tác được viết riêng cho mình của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Thủy Tiên trở thành một trong những tên tuổi gây được nhiều chú ý đầu thập niên 90 và xuất hiện tràn ngập trên truyền hình với các ca khúc hit Cô Bé Dối Hờn, Mong Đợi Ngậm Ngùi, Hứa Đi Anh, Vì Sao, Trò Chơi Oẳn Tù Tì, v.v. Và trong suốt thập niên 90, tên tuổi của Thủy Tiên vẫn luôn là một trong những giọng hát được yêu thích nhất. Anh dấu yêu, đừng để em tìm anh trong bao nhớ thương. Tình yêu xưa vội tan biến trong ánh dương. Tình còn hương, đời còn thương cho ta vẫn vương. Tình như cơn mê thoáng qua, cho đời một lần xót xa. Âm thầm nhìn tình đã qua, hỡi người, mình chia tay không nói chi, cho dòng lệ tràn ướt mi. Âm thầm một người bước đi. Nghiệp ca hát ở Sài Gòn đang trên đà phát triển và tỏa sáng. Thế nhưng vào năm 2001, ca sĩ Thủy Tiên đã quyết định sang Mỹ định cư, đoàn tụ cùng gia đình, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả quê nhà. Thủy Tiên sang Mỹ vốn để học trở thành một bác sĩ, thế nhưng tại nơi đất khách, mọi thứ không diễn ra như hoạch định. Chưa đầy một năm đi học lại, Thủy Tiên không trụ nổi với áp lực bài vở. Cô làm ca sĩ trở lại bằng việc xin đi hát ở các trung tâm, sân khấu chủ yếu để mưu sinh. Quay trở lại với âm nhạc, Thủy Tiên nhận ra rằng ca hát dường như gắn liền với cuộc sống của mình, nên dù lúc ấy quyết tâm bỏ hát để đi theo con đường khác, nhưng khi trở lại, cô thấy hạnh phúc lạ kỳ. Lúc đó Thủy Tiên mới quyết định ca hát chính là sự lựa chọn của đời mình. Cô làm quen với cuộc sống mới và sớm góp mặt trên sân khấu Thúy Nga Paris By Night cùng rất nhiều các sân khấu ca nhạc lớn khác tại hải ngoại. Mình cho nhau dấu yêu ngày nào. Đừng giận em, đừng hơn em, anh dấu yêu. Đừng để em tìm anh trong bao nhớ thương. Tình yêu xưa vội tan biến trong ánh dương. Tình còn hương, đời còn thương cho ta vẫn vương. Sống và hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại, Thủy Tiên đã tạo ra cho mình một phong cách riêng và chỗ đứng vững chắc trong thị trường âm nhạc nơi đây. Thủy Tiên tâm sự, mỗi người ca sĩ đều có một kỹ thuật riêng thể hiện bài hát. Với Thủy Tiên thì Thủy Tiên chỉ chọn những bài hát mình thích, nghiên cứu ca từ, cảm nhận vẻ đẹp của ca từ, giai điệu và trình diễn bằng chính cảm nhận đó. Phong cách trình diễn trên sân khấu chính là phong cách thật của Thủy Tiên, không gượng ép. Thủy Tiên thường đi diễn những ngày cuối tuần. Cô còn là một người tổ chức chương trình ở một casino lớn ở California của Mỹ và thường mời khá nhiều ca sĩ Việt Nam sang biểu diễn. Ổn định sự nghiệp ca hát và sau đó, Thủy Tiên cũng có cơ hội làm quen với một nghề mới, đó là kinh doanh. Thủy Tiên chia sẻ, cô làm đại diện độc quyền cho sản phẩm phụ kiện làm đẹp như kẹp tóc, băng đô cài đầu, lược tạo kiểu tóc v.v. Là người thích làm đẹp, nên khi kinh doanh, Thủy Tiên cũng chỉ chọn những thứ mình yêu thích. Khoảnh khắc khiến cô ngất ngây nhất chính là lúc nhìn thấy những đứa trẻ làm điệu. Hình ảnh rất đáng yêu và cô quyết định tham gia công việc kinh doanh này. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng, trong nắng vàng, khắp trong em gieo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn, mừng đón xuân sang.
có duyên đối với nghệ thuật và niềm đam mê ca hát vẫn đẹp như một câu chuyện cổ tích ngày nào. Thế nhưng đổi lại, chuyện tình của ca sĩ Thủy Tiên lại gặp không ít trắc trở lận đận. Thủy Tiên chia sẻ, qua một lần đổ vỡ vì cuộc hôn nhân vội vàng, bây giờ cô đã hiểu ra nhiều điều, cũng như biết cách đối xử với người bên cạnh hơn. Khi được hỏi có phải những đổ vỡ ban đầu đã tạo ra sự ám ảnh khiến Thủy Tiên e ngại về tình yêu, đặc biệt là hôn nhân, Thủy Tiên đã không ngần ngại trả lời rằng cô vẫn yêu mỗi ngày bởi tình yêu chính là chất xúc tác khiến cho cuộc sống của cô thăng hoa và thăng bằng. Nhưng hôn nhân, Thủy Tiên không còn tha thiết gì nữa. Thủy Tiên tâm sự, cô yêu ai đủ nhiều, cô sẽ sống cùng họ vì với cô, hạnh phúc là thứ quan trọng nhất chứ không phải là sự ràng buộc gia đình. Nhưng nói thì nói vậy, cô không biết mai sau sẽ thế này, vì biết đâu cô sẽ gặp một người mà cô cảm thấy sống với họ là chưa đủ, cô phải kết hôn với họ mới được. Và cho đến hiện tại, Thủy Tiên vẫn một mình đi đi về về, dù nay đã bước sang độ tuổi ngoài tứ tuần. Có lẽ sau này, Thủy Tiên sẽ nhận một đứa trẻ nào đó làm con nuôi vì cô không muốn ràng buộc với ai bằng hôn thú và cũng chẳng còn trẻ nữa để sinh con. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khóc cho tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, hát vang cầu mến thương nhau, cầm tay nhìn nhau cùng mơ ước mơ xuân đến bao lần. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khóc cho tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Nâng phím đàn cùng hát ca vàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Mừng một ngày gần nhau, xuân mừng xuân, mừng mừng xuân. Mười lăm năm xa quê hương, rất nhiều lần về thăm gia đình, nhưng Thủy Tiên chưa có một đêm diễn riêng để tri ân tình cảm của khán giả đã dành cho mình trong hành trình ca hát. Chính vì thế, sự xuất hiện trong Son Vàng vào tháng 3 năm 2015 với tư cách là nhân vật chính, Thủy Tiên đã đem lại nhiều bất ngờ đặc biệt khi tái ngộ khán giả tại quê nhà của mình. Live Show là toàn bộ cuộc đời của nữ ca sĩ Thủy Tiên từ lúc chập chững vào nghề cho đến khi tỏa sáng nhất, được tái hiện một cách rõ rệt qua bàn tay giàn dựng của Nguyễn Quang, con trai của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Ngày xưa, Thủy Tiên hát với cảm xúc hồn nhiên trong sáng, còn bây giờ là một Thủy Tiên để trải nghiệm trên sân khấu. Cô thay đổi như vậy là do trải nghiệm quá nhiều mất mát trong cuộc đời. Khi mẹ cô mất cách đây 7 năm, cô bị hụt hẫng trong một thời gian khá dài vì bà là người ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của Thủy Tiên, từ công việc đến cuộc sống. Trải qua 25 năm ca hát, giọng hát của Thủy Tiên bây giờ đã khác đi ít nhiều, nhưng cô vẫn đem lại cho khán giả yêu quý mình những cảm xúc khó quên.